Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ hai ngày 19 tây tháng 7 tại Hoa Kỳ. Thì bây giờ Việt Nam đã là ngày thứ ba ngày 20 tây tháng 7 rồi. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu bước vào một cái đầu tuần mới và các bạn thấy được là mới gì đầu tuần thôi. Thì chúng ta đang thấy được là hôm nay đã có một cú đạp mạnh. Giá Bitcoin bây giờ các bạn thấy được là đã trở về cái mức là 30.000 đô. Bây giờ là ở 30.631 đô thì Bây giờ ai cũng đang chờ đợi xem coi là cái mức 30.000 đô này có tiếp tục giữ chân được Bitcoin hay là không. Chúng ta đã có một số đợt các bạn thấy được là trong cái thời gian mà đi ngang này đó từ tháng 5 đó thì các bạn thấy được có một số đợt giá Bitcoin đã đi xuống dưới cái mức là 30.000 đô nhưng mà đã nhanh chóng đi ngược cho lên và không đóng lại cái nến ngày dưới 30.000 đô. Chúng ta bây giờ lại thấy Bitcoin một lần nữa lại gần 30.000 đô thì chuyện gì đang xảy ra? Thật ra mà nói khi mà chúng ta nhìn vào những cái tin tức ngày hôm nay đó, thì không có một tin tức nào liên quan đến crypto mà có thể giải thích được tại sao mà giá cả đi xuống ngày hôm nay ngoại trừ là chúng ta nhìn tổng quát cho nên đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn một số những thông tin liên quan đến thị trường tài chính nói chung và cũng như là một số những cái điều đang xảy ra hiện bây giờ mà thường muốn chia sẻ cũng như là một số những thông tin ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì hôm nay đó các bạn thấy được là một ngày mà không được tốt không chỉ riêng là chúng ta nói tới thị trường crypto mà các bạn thấy được là bắt đầu là chúng ta thấy là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ chúng ta nhìn vào những cái chỉ số ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy được là chỉ số Uh, Dow Jones đã xuống hơn 700 điểm Thực ra đã có lúc xuống hơn 800 điểm Và cuối cùng đóng là ngày hôm nay là xuống 2,09% Thường nếu các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào thị trường crypto Thì nhìn vào chỉ xuống có 2,09% Thì đâu có gì gọi là cần quan tâm đâu Nhưng mà trong thị trường uh, chứng khoán đó Các bạn được là xuống 2% Là một con số rất là nhiều Khi chúng ta nhìn vào những cái chỉ số như là Dow Jones Đã xuống 725 điểm Có thể nói là chỉ số Dow Jones ngày hôm nay đó đã, đã xuống cái điểm nhiều nhất từ hồi tháng 10 năm ngoái cho tới bây giờ và chúng ta nhìn vào chỉ số của S&P 500 thì cũng xuống 68 điểm và Nasdaq cũng xuống 152 điểm. Các bạn nhìn vào crypto, đương nhiên các bạn thì được là hôm nay đó Bitcoin dựa trên trang web CNBC thì đã xuống 1.052 đô xuống 3%, Ethereum xuống 6% và XRP xuống 7,49%. Chúng ta thấy được là nhìn vào thị trường vàng đi, thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào thị trường vàng thì trong vòng 5 ngày qua tình hình như thế nào các bạn thấy được thị trường vàng cũng có cái đợt đi xuống ngày hôm nay trong vòng 5 ngày qua các bạn thấy được là vàng ở cái đỉnh cao 5 ngày trước đó là 1830 bây giờ là 1809 thì chuyện gì đang xảy ra mà dẫn đến chúng ta thấy có nhiều cái loại tài sản khác nhau đi xuống giá thì các bạn thấy được là tình hình hôm nay đó lại có nhiều cái thông tin dẫn đến những nhà đầu tư lo ngại liên quan tới dịch bệnh thì các bạn cũng đã biết là dịch bệnh bây giờ nhiều nơi nó cũng đã có cái sự tăng trưởng nhiều nơi tăng rất là mạnh và nhiều nơi như là Hoa Kỳ đó thì vẫn chưa có tăng trưởng mạnh nhưng mà chúng ta cũng thấy có sự tăng trưởng về cái số lượng ca nhiễm thì đúng đó là Hoa Kỳ là một những quốc gia đó mà trước đây dịch bệnh nó hoàn thành rất là nhiều bây giờ đã đỡ hơn trước đây và cũng đã có vaccine và nhiều người Hoa Kỳ đã vaccine nhưng mà sự thật vẫn còn một số lượng người không có chích vaccine xin và chúng ta lại bắt đầu bước vào cái mùa mà nhiều người cho là cái sự tăng trưởng liên quan tới dịch bệnh sẽ trở lại và cộng vào đó nữa chúng ta thấy được là có nhiều quốc gia trên thế giới bây giờ đó đã có nhiều cái sự tăng trưởng về dịch bệnh ở Việt Nam cũng vậy ở Pháp cũng vậy thì dẫn đến nhiều nhà đầu tư lo sợ tại vì nhiều bạn đang thì nghĩ là Hoa Kỳ đã chích ngừa rồi nhưng mà trên thực tế đó các bạn thì được là bây giờ nền kinh tế là toàn cầu thì người Hoa Kỳ đó xuất khẩu rất là nhiều hàng hóa qua những nước khác cũng như là nhập rất là nhiều hàng hóa vào cũng như là nhập những cái phụ kiện vào Hoa Kỳ để mà lắp ráp xe, lắp ráp đủ thứ hết, máy móc vân vân. Cho nên khi mà chúng ta thấy được là dịch bệnh trở lại đó mà dẫn đến ảnh hưởng là những nơi khác không sản xuất được và không thể Hoa Kỳ không thể mà nhập hàng vào đó thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến thị trường của Hoa Kỳ nói chung. Và điều này sẽ dẫn đến là một số nhà đầu tư họ sẽ lo sợ và rút tiền khỏi thị trường. Tại vì sao thì vì họ nghĩ là họ không biết được là kế tiếp thị trường sẽ như thế nào Thì dẫn đến là nhiều người đó họ rút tiền ra khỏi thị trường, họ giữ tiền mặt Họ chờ xem coi là bước kế tiếp như thế nào hay là những người mà họ kinh doanh đó Họ có thể là muốn giữ tiền mặt bây giờ để xem coi là có cần tiền mặt Để sử dụng trong cái việc là quản lý cái việc kinh doanh của họ hay là không cho nên đây là những cái trường hợp mà các bạn thấy được là giống như là hồi mà dịch bệnh mới bùng nổ Hoa Kỳ hồi tháng 3 của năm ngoái đó thì các bạn thấy được là tất cả những cái loại tài sản đều đi xuống hết tại vì nhiều người đó họ muốn giữ tiền mặt tại vì họ không biết được là kế tiếp thị trường sẽ ra sao và họ có tiền mặt để mà trang trải hay là không thì tôi nghĩ đây cũng là cái trường hợp tương tự bây giờ đã bắt đầu là có nhiều người lo lắng các bạn thấy được là một dẫn chứng là ngày hôm nay đó các chỉ số chứng khoán đi xuống rất là mạnh thì các bạn thấy được là đương nhiên đó điều này đó cũng có ảnh hưởng chung đối với thị trường Uh, crypto các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái uh, loại tiền kỹ thuật số như là bitcoin đi thì nhiều người đầu tư đó là họ đầu tư như là những loại tài sản như là chứng khoán và khi mà họ cảm thấy là không an tâm hay là họ cần tiền mặt thì đương nhiên khi mà họ rút tiền mặt ra thì họ sẽ bán những loại tài sản nào họ có thể bán và trong đó đương nhiên là có crypto tôi nghĩ đây là một trong những lý do tại sao mà chúng ta thấy được là có nhiều loại tài sản như thị trường ngày hôm nay cùng nhau đi xuống và các bạn thấy được là chúng ta nhìn đó thì uh, chúng ta nhìn vào những năm lớn đi thì các bạn sẽ được là ngày hôm nay Bitcoin xuống thì có nhiều đồng đi xuống phần trăm nhiều hơn là Bitcoin. Chúng ta refresh cái trang Congetco này thì các bạn sẽ được là Bitcoin xuống là 3,4% trong vòng 24 giờ qua nhưng mà Ethereum đã xuống 5,5%, đồng BNB, Binance Coin đã xuống 9,2%, Cardano xuống 6,5%, các bạn sẽ được là XRP xuống 6,8%. Dogecoin bây giờ chỉ còn có 17 cent thôi xuống 4,3% Polkadot xuống 11% và các bạn được Uniswap thì xuống 4,8% các bạn thấy được là Bitcoin xuống thì nhiều đồng đi xuống cùng Bitcoin các bạn thấy được là những đồng mà xuống nhiều hơn như là NEM thì xuống 20,4% nhưng mà trong vòng 7 ngày qua thì đồng NEM này vẫn lên 2,5% nhưng mà Stack thì đã xuống 14% trong vòng 7 ngày qua đã xuống là 30% rồi 29,8% Sếp thì xuống 14,3% Trong vòng 7 ngày qua thì xuống phần trăm tương tự còn ngày hôm nay chúng ta cũng có đồng Dash à, tăng 16,7% Chúng ta có Comi tăng 10% nhưng mà các bạn thấy là phần lớn là màu đỏ ngày hôm nay như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì ngoại trừ cái tình hình liên quan tới sự lo ngại à, dịch bệnh dẫn đến những nhà đầu tư có thể là họ muốn lấy tiền mặt ra khỏi nhiều thị trường thì có một điều khác nên thường muốn chia sẻ với các bạn là sự thật đó. ngoại trừ điều đó ra thì chúng ta vẫn thấy được có một điều đó chính là chúng ta không thấy cái sự hứng thú đến từ những nhà đầu tư lớn như là chúng ta đã từng thấy Hồi cuối năm 2020 hay đầu năm 2021 Họ vẫn tiếp tục rất là im lặng Các bạn thấy được đó là một trong những dẫn chứng thường có thể chia sẻ với các bạn Để chúng ta nhìn vào trên màn hình đi Đây là cái biểu đồ Grayscale Premium Thì các bạn thấy được là chúng ta cũng đã biết là cuối tuần qua đó Là cái thời điểm mà chúng ta có rất là nhiều Những cái cổ phần của GBTC Grayscale Bitcoin Investment Trust Những cái cổ phần của GBTC đó, đó là được mở khóa, được unlock sau 6 tháng lock lại Có nghĩa là thị trường bây giờ có rất là nhiều những cổ phần của GBTC Và những cái cổ phần này có thể là được bán Và các bạn thấy được là những cổ phần này đó hiện bây giờ So với lại chúng ta nhìn vào cái giá của Bitcoin đó Thì bây giờ đó là chúng ta có một cái discount Có nghĩa là cái giá của cổ phần GBTC nói một cách đơn giản đó là còn rẻ hơn là chúng ta đi thu một coi hiện bây giờ nghĩa là rẻ hơn 13,44% chúng ta nhìn vào giá của cổ phần GBTC đi thì chúng ta đang nhìn vào những biểu đồ này ở trên trang web của Classno thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giá của cổ phần GBTC thì cái lúc mà các bạn thấy được là cái thời điểm là ngày 13 tháng 4 đó cho đến bây giờ đó thì đi xuống liên tục lúc ngày 13 tháng 4 đó là chúng ta thấy được là một cổ phần GBTC là 54 đô 93 cent và bây giờ một cổ phần của GBTC chỉ còn có 25 đô mà thôi. Một phần đương nhiên là giá Bitcoin đi xuống dẫn đến giá cả đi xuống nhưng mà khi chúng ta so sánh cái giá của cổ phần GBTC so với giá Bitcoin đã bây giờ vẫn rẻ nhưng mà các bạn thấy được là mặc dù là cổ phần GBTC rẻ chúng ta vẫn không thấy có nhiều người đi thu mua hiện bây giờ cho nên các bạn thấy mới thấy được là cái premium với discount thì bây giờ là cái giá của phần này vẫn rẻ hơn là Bitcoin là 13,44%. Chúng ta nghe nói tới một số à, những nhà đầu tư có hứng thú mua nhưng mà thật ra đây chỉ là thiểu số mà thôi không phải là số đông như là chúng ta cũng nghe nói tới là tuần vừa rồi đó thì Katy Wood Cathy Wood là người mà dẫn đầu cái công ty Ark Investment. Công ty Ark Investment này nó có rất là nhiều những cái quỹ đầu tư ETF khác nhau, đầu tư vào những cái thị trường công nghệ. Thì đây là một trong những cái quỹ đầu tư mà rất là thích thị trường crypto này. Thì các bạn thấy được là tuần vừa rồi thì chúng ta nghe nói tới thứ sáu đó là Cathy Wood của Ark Invest đã mua thêm là 54 triệu đô la vào công ty Square cổ phiếu của công ty Square là công ty mà đứng sau lưng đó là các bạn hiểu là Jack Dorsey cũng là CEO của công ty Twitter thì chúng ta cũng đang nghe nói tới gần đây đó thứ nhất đó là đưa ra một cái công ty để mà tạo cái ví cứng cho Bitcoin thứ nhì nữa là Jack Dorsey nói là sắp sửa thành lập một cái công ty mà chuyên về phát triển thị trường tài chính phi tập trung cho Bitcoin Và kế đến nữa thì Cathie Wood Invest cũng mua là 14 triệu đô la vào cổ phần của Coinbase Có nghĩa là ARK Invest cực kỳ bullish về cái tương lai của thị trường crypto này Cho nên mới mua thêm cái số lượng này Bây giờ đó họ đã lưu trữ rất là nhiều rồi các bạn thấy được là Tính tới bây giờ đó thì ARK Invest đã lưu trữ tổng cộng là 7,07 triệu cổ phần của công ty Square đáng giá là 1,66 tỷ đô la thì ngoài trừ điểm tay nghe nói tới Invest ra thì cũng có một công ty khác nữa đó chính là công ty Rothschild Investment. thì công ty Rothschild Investment là một là một công ty riêng chứ không phải là cái công ty mà phụ thuộc vào cái gia đình Rothschild. nhiều người hiểu lầm nhưng mà đây là một cái công ty riêng. thì công ty này đó cũng đã thu mua thêm GBTC có nghĩa là cái cổ phần của Trezor Bitcoin Trust cũng như là Ethereum. thì họ đã thu mua thêm là 103.059 cổ phần của Trezor Bitcoin Trust thì bây giờ đó cái quỹ đầu tư Rothschild Investment này đã lưu trữ tổng cộng là 4,2 triệu đô la GBTC và họ cũng thu mua thêm là 13.817 cổ phần của quỹ đầu tư Ethereum của Rayscale thì bây giờ họ đang lưu trữ là 6,3 triệu đô la Ethereum thông qua Rayscale thì một điều thú vị đây đó là họ lưu trữ nhiều Ethereum hơn là Bitcoin tổng cộng là hơn uh, 10 triệu đô la họ đầu tư vào Bitcoin và Ethereum cộng chung với nhau nhưng mà đây là những cái ví dụ thiểu số mà thôi chúng ta nhìn vào số đông đó Thì các bạn thấy được là chúng ta một lần nữa nhìn vào cái thống kê những quỹ đầu tư lớn tuần thứ 38 ngày 19 tới tháng 7 năm 2021 Thì các bạn thấy được rất rõ ràng đó Đây là cái số lượng tiền mà nạp vào thị trường này đến từ những quỹ đầu tư Quỹ đầu tư đó là những quỹ đầu tư nào? Đó chính là những quỹ đầu tư như là các bạn thấy được là Rayscale, Coinshare, 3iQ, 21Shares, Bitwise, Purpose, như là công ty purpose mà có cái bitcoin ETF đó, ETC, Israel và những cái công ty quỹ đầu tư nhỏ hơn thì chúng ta thấy là nhìn chung đó, thì cái đường màu xanh các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, nếu như mà cái thanh mà màu xanh các bạn thấy đó là đi lên có nghĩa là có nhiều cái dòng tiền đổ vào thị trường này tính theo là triệu đô la giống như là các bạn thấy được là chúng ta có tới là cả tỷ đô la cách đây là không lâu cái đây là tuần thứ tư của năm 2021 này nhưng mà các bạn thấy được là gần đây đó thì chúng ta có một số đợt là cái đường mà màu xanh các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là đi xuống nghĩa là có nhiều tiền rời khỏi thị trường này hơn là nạp vào nhưng mà gần đây đó cách đây hai tuần thì các bạn thấy được là hầu như là không có động tĩnh gì và chúng ta nhìn kỹ hơn đó, từ những quỹ đầu tư thì các bạn thấy được là chúng ta à, có đó là chúng ta có quỹ đầu tư 3iq thì có 4 triệu đợt khỏi nhưng mà như là chúng ta cũng có 4,5 triệu Được nạp vào từ con share Chúng ta có 21 share cũng nạp vào Nhưng mà ETC Israel thì có 10,7 triệu đô la rời khỏi Nhưng mà những công ty khác thì lại có 8 triệu nạp vào tính chung đó Những công ty này đó thì tuần vừa rồi chúng ta có Thêm 2,9 triệu đô la Con số này thực ra rất là nhỏ cho nên các bạn Khi mà nhìn vào cái biểu đồ này đã mới thấy là Hầu như là không có hề hứng gì hết Điều mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là Tuy là chúng ta có thêm 2,9 triệu Cộng trừ từ những cái quỹ đầu tư này chúng ta có thêm một số tiền trong thị trường này đến từ những quỹ đầu tư lớn nhưng mà thực ra mà nói là sự hứng thú bây giờ rất là thấp 2,9 triệu trong nhiều một tuần không phải là con số nhiều và nhìn kỹ hơn đó tính theo là họ đưa tiền vào hay là rút ra từ những đồng nào thì các bạn thấy được là chúng ta có 10,4 triệu đô la rời khỏi Bitcoin nhưng mà ngược lại chúng ta lại có 11,7 triệu đô la vào Ethereum có nghĩa là chúng ta thấy được là có cái xu hướng là những quỹ đầu tư họ bán Bitcoin nhưng mà họ lại nạp thêm Ethereum vào. Đây cũng có thể giải thích được đó, khi mà chúng ta nhìn vào những cái biểu đồ ở trên crypto coin đó, thì các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ liên quan đến đó, là chúng ta nhìn vào Ethereum đi thì cái đường màu đỏ này là còn bao nhiêu Ether trên những sàn giao dịch thì các bạn thấy được là cái số lượng Ethereum nó mất đi dần dần và đây cũng là một trong những cái điều tôi nghĩ là hợp lý tại vì chúng ta thấy là bây giờ nó có nhiều xu hướng là có những tổ chức đầu tư họ đã bắt đầu thu mua Ethereum như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và chúng ta nhìn vào Bitcoin đó thì thật ra mà nói chúng ta nhìn vào Bitcoin đó thì sau một thời gian mà chúng ta thì được là cái số lượng Bitcoin trên những sàn giao dịch đi hàng ngang thì đột ngột bắt đầu là các bạn thấy được là ngày 15 tây tháng 7 cái đi 4 ngày lại có cái số lượng Bitcoin được đẩy lên trên sàn có nghĩa là hiện bây giờ chúng ta thấy cái xu hướng là càng ngày càng nhiều Bitcoin đẩy lên trên sàn hơn nhưng mà có một điều khác nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là mặc dù là trong thời gian giá cả đi xuống này đó có một điều các bạn có thể thấy được trên màn hình đây là thống kê bao nhiêu độ ổn định những đồng mà các bạn thấy là giữ giá một đô la như là đồng Tether đồng USDC đồng BUSD vân vân thì các bạn thấy được là sau khi mà đạt cái đỉnh Đây là cái thời gian là ngày 23 tháng 6 đó Thì các bạn thấy được là cái số lượng động định trên sàn tiếp tục giữ vận ở cái mức đó là khoảng 17 tỷ đô la Thì có nghĩa là tuy là giá cả đi xuống Tuy là chúng ta thấy được là cái số lượng động định tăng lên Nhưng mà các bạn thấy được là cái số động định đó, nó lưu trữ hiện bây giờ trên những sàn giao dịch Có nghĩa là có thể là mọi người bán nhưng mà họ vẫn chưa có lấy đồ ổn định ra khỏi sàn nghĩa là họ chưa có đổi thành uh, tiền gửi vào ngân hàng có nghĩa là phần lớn cái số tiền này vẫn tiếp tục ngồi đó chờ đợi xem tình hình như thế nào chúng ta có một số lượng đồ ổn định lớn vẫn tiếp tục chờ đợi xem có tình hình cho họ không phải được rút tiền về ngân hàng đây cũng là một dấu hiệu có thể là lạc quan hơn nhưng mà nói chung đó những điều mà thuận vừa chia sẻ với các bạn là tình hình bây giờ đó là sự lo ngại đến từ dịch bệnh dẫn đến là có thể nhiều người bán nhiều loại tài sản của mình và trong đó có crypto. Cộng vào đó nữa chúng ta thấy là không có cái sự hứng thú đến từ những tổ chức đầu tư. Chúng ta có thể thấy được là thông qua cái số lượng GBTC được unlock đó mà chúng ta không thấy cái phản ứng của thị trường là có cái sự thu mua lớn mặc dù chúng ta nghe nói tới Alt Invest uh, hay là những công ty như là chúng ta nghe nói tới là công ty Rothschild Investment. Nhưng mà cũng không có đủ. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin ngày hôm nay đi. Các bạn thấy được là chúng ta có những thông tin cũng tốt ngày hôm nay. Đó chính là công ty RayScale đã thông báo là cái quỹ đầu tư RayScale à, sẽ có một cái quỹ đầu tư chuyên về DeFi. Tức nhiên là những cái dự án tài chính vật chung đó, thì à, những tổ chức đầu tư có thể thu mua cái quỹ đầu tư RayScale này đó và trong đây họ sẽ có những cái đồng nào nằm trong quỹ đầu tư DeFi này thì trong đó chúng ta đã họ lựa chọn những đồng là Uniswap, AV, Compound, Curve, MakerDAO, SushiSwap, Synthetix, Yearn.Finance, UMA Protocol và Bancor Network và phần lớn các bạn thấy được là hầu như là phân nửa đó chính là Uniswap có nghĩa là công ty Grayscale rất là thích Uniswap kế đó là Aave và kế đó là Compound và kế tiếp là Curve thì chúng ta thấy được là phần lớn đó, nhiều bạn đã nhận ra được là phần lớn những cái dự án này là nằm ở trên mạng lưới của Ethereum thì có nghĩa là Rayscale rất là yêu thích những cái dự án DeFi nằm trên mạng lưới của Ethereum. Thì nói từ nó có một cái thông tin khác nữa mà nhiều bạn cũng muốn thường comment thực ra thường cũng không có nhiều cái suy nghĩ để mà chia sẻ với các bạn liên quan đến cái bài báo gần đây về một người tên là Anthony DeLorio à, là người đồng sáng lập ra Ethereum đã rời khỏi Ethereum thì uh, nhiều bạn hoàn thường là thường nghĩ sao về thông tin này thực ra mà nói nữa là có thể là nhiều bạn không có nghe nói tới tên là Anthony Delorio cho đến khi gần đây chúng ta thấy những bài báo liên quan tới Anthony rời khỏi cái uh, đội sáng lập của Ethereum. thì như đó thôi các bạn cũng đủ biết rồi các bạn uh, thấy được là những người mà đồng sáng lập Ethereum thì không phải là chỉ riêng và Vitalik Buterin các bạn thì có nhiều người khác như là trước đây chúng ta cũng có Charles Hoskinson là đồng sáng lập ra à, và sau đó đó Charles Hoskinson cũng đã tự lập môn hộ và chúng ta có đồng Cardano ADA bây giờ thì à, đây là những dự án tập chung các bạn thì là không phải là chỉ có một người đồng sáng lập mà có nhiều người sáng lập và có nhiều đội phát triển mạng lưới Ethereum đối với thượng, thông tin này cũng không có cái sự ảnh hưởng lâu dài à, chúng ta Thấy được là một thông tin khác nữa liên quan đến cái hội nghị uh, vào ngày 21 tháng 7 trong vòng 2 ngày nữa. Hội nghị này đó là cái hội nghị The B World mà thường đã chia sẻ với các bạn. Và thông tin ngày hôm nay đó đã xác nhận là Elon Musk, Cathie Wood, Cathie Wood của Arcanvest mà chúng ta mới vừa nói tới hồi nãy đó. Và Jack Dorsey uh, của công ty Square và công ty uh, Twitter sẽ bàn luận trực tiếp về Bitcoin. Đây không phải là một cái đợt thu lại mà họ sẽ bàn luận live trực tiếp về cái vai trò của Bitcoin đối với lại các doanh nghiệp trên thế giới này như thế nào. Và nhiều bạn nào mà muốn nghe trực tiếp thì cứ bấm vào cái link này để mà đăng ký. Và hội nghị này sẽ bắt đầu vào 9 giờ sáng giờ Cali, có nghĩa là 11 giờ tối giờ Việt Nam ngày 21 tới tháng 7. Còn 2 ngày nữa. Thân, thì các bạn có thể biết là 3 ngày thì Thuận bận công việc của công ty cho nên thường không biết có nghe trực tiếp được hay là không nhưng mà thường cũng sẽ uh, tìm cách để mà nghe và chia sẻ với các bạn những thông tin mà được nói đến trong cái cuộc hội nghị này chúng ta hãy nói tới một thông tin khác nữa liên quan tới cardinal đi thì uh, chúng ta thấy là thông tin là cardinal sẽ được hỗ trợ bởi sàn bitju thì đây có nghĩa là gì thì uh, sàn bitju đó là một cái sàn ở singapore Sang này nói đó là sẽ là sang đầu tiên để mà ủng hộ những cái token trên mạng lưới của Cardano Các bạn đưa là Cardano nó sẽ có những hợp đồng thông minh Thì cũng giống như là Ethereum cũng như là Tron Các bạn thấy là Ethereum thì có những cái token ERC20 vân vân Tron cũng có erc 20 đây là những cái token trên mạng lưới của những cái dự án mà của Ethereum, của Tron thì Cardano sau này cũng sẽ có những cái token tương tự Và sang bình true nói là sẽ là sàn đầu tiên để mà hỗ trợ những cái token đó có thể được giao dịch trên cái sàn Bittrex. Đây là thông tin liên quan tới Cardano. Kế tiếp nữa thì có một cái thông tin đó chính là chúng ta lại nghe nói tới một cái Ethereum ETF à, đã được chấp nhận bởi bộ quản lý chứng khoán của nước Brazil. Thì à, đây là thông tin á, liên quan đến là cái quỹ đầu tư Ethereum ETF à, đã được lên trên sàn chứng khoán B3 của nước Brazil thì chúng ta cũng nghe thông tin tương tự cách đây không lâu là Brazil cũng có quỹ đầu tư Bitcoin ETF thì quỹ đầu tư Bitcoin ETF đó là một cái quỹ đầu tư rất là quan trọng đối với thị trường chứng khoán tại vì nó sẽ cho nhiều người có thể là dễ dàng thu mua cái cổ phần đứng sau lưng đó chính là những cái tài sản thực sự và tài sản này chúng ta nói tới chính là Ethereum và họ cũng có những quỹ đầu tư mà đứng sau lưng là Bitcoin giống như là Bitcoin ETF không chỉ riêng là ở Brazil mà ở Canada cũng có thì đây là thông tin à, mà cũng là một thông tin tốt chỉ có một điều các bạn cần phải nên nhớ đó chính là những thông tin này đó là chỉ nói tới là trên sàn chứng khoán của nước Brazil hay là trên sàn chứng khoán của Canada mà thôi điều quan trọng hơn là, là khi nào chúng ta mới nghe nói tới những quy đầu tư này được thông qua Hoa Kỳ đó mới là điều quan trọng trong lịch sử đó thì cho thấy được là Hoa Kỳ thường đó không phải là cái nước đầu tiên mà có những quỹ đầu tư ETF, chúng ta có những quỹ đầu tư như là quỹ đầu tư vàng đó đầu tiên là có ở úc sau đó rồi mới tới Hoa Kỳ một năm sau đó nhưng mà các bạn thấy được là nước Hoa Kỳ đó sàn chứng khoán của Hoa Kỳ rất là lớn ảnh hưởng rất nhiều đối với lại tài chính của thế giới đây là cái thống kê năm 2019 bây giờ đã lớn hơn rồi mà năm 2019 thì cái phần trăm của sàn chứng khoán của Hoa Kỳ đó đã lên tới 44,33% của tổng cái số chứng khoán trên thế giới rồi. Cái bạn thấy được là bây giờ đã, đã khoảng chừng là 52%, có nghĩa là phân nửa cái sự ảnh hưởng đến thế giới là đến từ sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Trong khi mà năm 2019 chúng ta nói tới Brazil thì chỉ chiếm cái phần trăm ảnh hưởng của thế giới đó là 1,34% mà thôi. Và chúng ta nói tới nước Canada đi thì đừng xem coi là Canada là ảnh hưởng như thế nào dựa theo cái dựa theo cái thông tin này năm 2019 thì chỉ có 2,83% mà thôi cái thấy được là cái sự khác biệt là một trên một vật cho nên những cái quốc gia mà nhỏ hơn đó họ có thể chấp nhận mạo hiểm cao hơn cho nên mới có những quy đầu tư như là Bitcoin ETF hay là Ethereum ETF trước Hoa Kỳ điều quan trọng hơn là khi nào Hoa Kỳ mới có Bitcoin ETF và đây là những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay Chúng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu mà nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital, chứ như bạn rồi các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter. Để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Hay là những mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận Capital thì các bạn cũng có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin bybit hay là sàn margin LMT và cũng có thể bấm vào cái nút màu vàng trên màn hình đăng ký group tín hiệu trade miễn phí các bạn bấm vào để mà đăng ký và tìm hiểu thêm hay là các bạn mà sống ở Hoa Kỳ thì có thể tham gia vào sàn Binance US đây là một sự lựa chọn cho những mà nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin và những dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và một lần nữa thân cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn